38 anh em, mà lai ha. Mà lai dòng thuốc cừu anh em. Chim có vô dòng chân bảo hành anh em suốt đời ha. Chim bên mình thì nói chung ra cặp nào hết cặp đó anh em. Chim anh em bán ở đó giờ biết rất là nhiều rồi ha. Anh em chơi rất là ok luôn. 59 ha. Chim đang ra một cờm, một heo cờm anh em. Rất đẹp ha. Bảo hành anh em dòng Malai xúc cừu ha. Bảo hành suốt đời luôn ha. 60 nè. Cực kỳ đẹp ha. 37, cặp 37 này mới biết ăn anh em. Cặp này thì có một con nó bị lỗi ha. Đó, nó bị ngón cua ha nè. Đó, nó lỗi ngón cua ha. Cặp này mình sẽ để rẻ cho anh em chơi thử cái dòng Malai bên mình ha. Mình sẽ để rẻ bèo cho anh em chơi ha. Đó. 37. Anh em nào muốn bắt đúc thì cũng có anh em. Đúc nhà mình nè. Đó, đúc nè. Anh em muốn đúc cỡ nào cũng có hết ha. Đó. Không? Rồi anh em. Ai cần thì cứ alo mình ha.